Phần 2 lớn là phần luyện tập. Bài 1 là hãy cho biết các bóng đèn trong mặt được mắt như thế nào? À, trước tiên thì các em nên dừng cái video lại để mà hoàn thành cái nội dung đề bài vào trong vở của mình, sau đó dành thời gian xem thử là trong mỗi hình thì các bóng đèn sẽ được mắc với nhau như thế nào. Chúng ta có thể làm nháp vào trong vở, sau đó rồi tiếp tục nghe cái phần nội dung giảng bài giải cái bài này. Đã, bây giờ chúng ta đi vào phần cái hình số 1. Cái phần nội dung này rất là quan trọng để sau này chúng ta làm bài tập. Chính vì vậy cho nên chúng ta phải hiểu cho thật kỹ làm hai cái bóng đèn hay là hai dụng cụ hay là ba dụng cụ được mắc với nhau như thế nào các bạn nhé. Rồi thì đối với hình thứ nhất thì hình 1 thì đèn 1 thì được mắc nối tiếp với đèn 2. Với đèn 2. Vậy thì tại sao chúng ta lại gọi đèn 1 mắc nối tiếp với đèn 2? Thì bây giờ các bạn hình dung như thế này. Trên mỗi cái bóng đèn thì sẽ có hai đầu, hai đầu. Mỗi bóng đèn có hai đầu thì đánh dấu là đầu số 1 và đầu số 2. Cái bóng đèn còn lại cũng có hai đầu và thầy đánh dấu là đầu số 3 và đầu số 4. Vậy thì giờ này chúng ta thấy đầu số 1 của đèn 1 được mắc về cực dương của nguồn. Đầu số 2 được mắc vào đầu số 3 của đèn 2. Đầu số 4 của đèn 2 được mắc về cực âm của nguồn. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái quá trình mắc này là liên tiếp nhau, đúng nhỉ? Và cho nên nó mắc nối tiếp. Đó. Tương tự như vậy, hình số 2. Hình 2. Bây giờ chúng ta cũng đặt phân tích như thế. Đèn số 1, chúng ta đến số 1, số 2. Cứ mỗi đèn có 2 điểm, đèn số 2 có điểm 3 và điểm số 4. Đèn số 3 có điểm 5 và điểm số 6. Vậy thì chúng ta thấy rằng điểm số 1 của đèn 1 mắc về cực dương của nguồn, điểm số 2 của đèn 1 nối với điểm số 3 của đèn 2, điểm số 4 của đèn 2 được mắc với điểm số 5 của đèn 3, điểm số 6 của đèn 3 được mắc với cực âm của nguồn. Vậy cho nên chúng ta thấy ba đèn này mắc nối tiếp với nhau. Đèn 1. Chúng ta có thể ghi như thế này: đèn 1, đèn 2, đèn 3 mắc nối tiếp với nhau. Tương tự, bây giờ chúng ta đi vào hình số 3. Chúng ta cũng đặt điểm số 1, số 2, số 3 và số 4. Thì phân tích tương tự, chúng ta thấy rằng đèn 1 và đèn 2 này được mắc nối tiếp với nhau. Đèn 1, đèn 2 mắc nối tiếp nhau.
Bây giờ chúng ta tiếp tục phân tích ở hình cuối cùng, hình số 4. Tương tự như vậy, chúng ta cũng đặt điểm đèn 1 có điểm 1 và điểm số 2, đèn 2 có điểm số 3 và điểm số 4. Rồi các em quan sát, các em thấy này, đèn 1 và điểm số 1 được mắc với điểm số 2, rồi sau đó cùng mắc vào cực dương của nguồn, cùng mắc vào. Các em thấy nếu mà thầy kéo cái thằng này vào đây thì xem như là điểm số 3 cũng mắc với cực dương của nguồn. Rồi thầy kéo điểm số 1 vào đây, nó đi qua cực điểm số 3, nhưng mà rồi sau đó nó lại cũng chập vào cực của nguồn, đúng nhỉ, của nguồn. Vậy cho nên thầy nói là điểm số 1 và điểm số 3 giờ này là cùng mắc vào nguồn, cùng mắc vào nguồn. Có nghĩa là nó không đi qua một cái dụng cụ trung gian nào nữa, mà nó chỉ có mắc trực tiếp vào trong nguồn này. Tương tự như vậy, điểm số 2 và điểm số 4 được mắc với nhau, sau đó cùng mắc vào cực âm của nguồn. Vậy cho nên lúc này ta nói đèn 1 và đèn 2 được mắc song song với nhau. Đèn 1, đèn 2 được mắc song song với nhau. Trong bài số 2 này, các em hãy suy nghĩ hoàn thành nội dung của bài số 2. Rồi sau đó gửi bài về cho thầy trong nhóm lớp học của mình. Chúc các em thành công và hẹn gặp lại các em trong video tiếp theo.